Này, gọi em một tay nhá. Ui giời. Mình ok, nhảy lên. Cái này đúng là chị không đã đón là không biết đường vào thật. Dạ bác. Thế rồi. Ui giời. Thế là cả hai anh chị đều theo dõi bọn em à? Vâng. Chứ không phải là một mình anh đâu đúng không? Vâng. Hay quá. Vâng. Anh biết người ta đón đây. Vâng. Chị ra chị nhìn thấy em mà chị nhận ra luôn đúng không? Em nhìn thấy trên mạng nhiều mà. Rất cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Nhưng mà đây tham quan không gian nhà anh chị. Anh là chim chút gãy. Vâng. Anh cứ trước cũng có bộ này là mua cũng lâu lâu rồi đúng không? Nhưng mà có vẻ hơi cồng kềnh đúng không? Vâng. Nha, hơi cồng kềnh. Rồi, giờ thay bộ mới nhé, bỏ đi bộ này có tiếc không anh? Bộ này để cho người khác người ta cho đúng không? Vâng. Vâng. Anh mà mua được giá là em bán. Cảm ơn chị. Đây, đập hộp cái con đẩy chứ. Này, điều khiển nguồn. Thế là anh chị theo dõi bọn em từ lâu chưa? Lâu rồi ạ. Thế á? Vâng. Chị... từ lâu rồi. À thế à? Không dám bình luận á? Không dám bình luận nhiều. Có gì đâu mà sợ. À, thế tức là anh xem trước. Anh xem trước xong rồi anh đầu độc chị à? Hôm nay em đầu độc. Hôm nay là chị vì ủng hộ nên là anh đã quyết định mua đúng không? Đấy, tuyệt vời quá, thuận vợ thuận chồng. Nước anh. Vâng. 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 Bộ này nghe nó hát cũng hay. Bộ này nó cây thì nó thêm về nghe nhạc nhiều chị ạ. Xong rồi. Vâng, vâng. Cảm ơn anh. Thế anh chị được mấy nhóc? Em được hai. Hai à? Đây là con út hay con... Vâng, con út. Út này. Bọn em cũng ít. Đấy, hôm nay anh bảo là khả năng bằng tuổi anh. Anh 87 đúng không? Chắc là tuổi Mão bằng nhau à? Anh 87 thì em 89. Đấy, à chị 89 à? Vâng. À, thế là... anh cũng màu vàng à? Đây, màu gỗ này anh. Đấy, giống cái màu của tủ kệ nhà mình nhỉ? Vâng. Cái này nó cũng dễ lau chùi ra mà. Vâng. Bác cũng xem bọn em à? Vâng. À, thế đang máu đấy. À thế à? Thế bác xem bọn em từ bao giờ? Ngày trước. À. Chí nó cũng xem. À. Thế là cùng đam mê, cùng chung đam mê với nhau. Đam mê. Vâng ạ. Anh thích nghe thôi. Vâng. Mua từ mười mấy 20 năm nay. À thế. Thế bác chịu đựng cũng giỏi đấy nhỉ. Mua từ nhiều có thôi. À thế. Ở nhà hàng xóm này đúng không? Đấy là nhà bà nội mà ông anh cả. À. Cả nhà nhà em. Anh. Anh trai luôn đúng không? Anh trai. À thế. Vâng. Anh trai đây. Vâng. Hai anh em mỗi người một cơ ngơi. Anh em đang gói bánh nhỉ. Thế là có mỗi một cục này. Đây cục trầm. À còn cái bộ mic nữa. Bây giờ nó chỉ gọn nhẹ vậy thôi chị. À, vâng. Không cần phải vang hết chứ. Không, cái này nó tích hợp tất cả rồi. Nó gộp này. Sau này phụ nữ, trẻ em hay là ai dùng cũng được. Như chị, phụ nữ chị dùng này nó rất là dễ. Đây, bỏ cái bộ cũ của anh. Hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ cho nghỉ ngơi. Lại bỏ cái chỗ đấy ra thì đặt luôn vào đấy nha anh nhá. Vâng. Anh cứ bỏ từ cái một. Cái này cũng mới lấy thôi. À, mới lấy lắp thêm à? Vâng. À, âm ly xong lại còn cắm thêm cả vang nữa đúng không? Vì hát ngày xưa thì nó hú rít xong rồi lắp thêm cái này vào đúng không? Vâng. À, bây giờ cũng bỏ hết nhỉ? Cồng kềnh quá. Đúng rồi đấy. Em cứ ngồi em bảo là anh này không nhanh của anh kia. À, chị cũng cứ là mình bình luận mà anh trả đọc thì anh cũng lót thôi. Chị cũng xem livestream buổi trưa à? Vâng. À xong rồi xem xong rồi đặt luôn đấy hả? Vâng. À đấy, chị lúc anh đang live thì em đang xem anh thì anh đi ra xong anh đi vào. Đấy, đi ra để sạc pin. Hai anh em phải thay nhau chứ không có là cũng nghe. Em bảo em là anh hết cơm rồi. Anh hết cơm rồi. Đấy. Anh phải thầm bài tình đất cho em nghe nhé. Vâng. Tặng chị bài tình thất. Nhưng mà chị không phải tặng em bài nhá, bài tủ nhá. Có bài tủ thì chọn sẵn đi nhá. Em được cái thì em hát. À thế à, hay quá nhỉ. Thì hai anh chị lại tặng em bài song ca đi. Vâng. Thế được nhà anh chị được cả hai vợ cả chồng. Nếu sướng. Nhà làm cái gì cũng được vợ ủng hộ đấy. Anh có sướng không? Vâng. Anh phải nói là rất tuyệt vời đấy. Không có gì bằng gọi là thuận vợ thuận chồng. Đấy, một cái em bảo là không mua. Một cái nữa. Em bảo không mua đi. Đấy, được vợ mấy tí anh ạ. Đúng chính xác. Mua đi. Chết cũng mang theo được đâu.
mà cứ chịu đựng làm gì anh nhỉ? Anh muốn thì lâu rồi. À, muốn lâu, muốn lâu rồi thì đến lúc thay thì anh công nhận không? Nhìn cái đôi màu gỗ vẫn đẹp mà. Anh ngồi ghế trong phòng. Mặc dù là giá đều bằng nhau nhé, màu đen nó bằng tiền. Anh em vào ghế ngồi. Vâng, em không ơn. Vâng ạ. Vâng, giờ nó gọn lắm chị, công nghệ mới mà. Từ lâu rồi kia anh vang liền kia đi. Vâng, để em vang đời mới rồi nó hay lắm, mà nó hiệu quả chị. Nó không có cồng kềnh, nó khó sử dụng như cái bộ cũ. Không bị chồng. Vâng. Đây là mic. Đây là mic. Đây là đầu thu mic này, đây là hai tay mic này. Chị bóc đi, tự tay bóc đi. À, đập hộp đi, nó có cảm giác gọi là. Đây là chị này, tự tháo ở đây này. Đây là anh chị được hai nhóc này đúng không? Đây là bạn lớn. Con trai bao nhiêu tuổi rồi? Cháu là 14 tuổi à? À, thế còn là bạn gái? 11 á? Ồ, thế là bố mẹ ở nhà rồi nhỉ? Mà này có nhiều người mua không anh? Cũng có nhiều đấy. Vâng. Nói chung là ở khu vực miền Bắc này là chưa có chỗ nào mà bọn em chưa đặt chân tới. Vâng. Từ Quảng Bình đến Hà Giang là đi khắp rồi. Vâng. Ở xa quá là ví dụ như ở xa quá là không đi đến lắp được. Miền Nam thì phải gửi bây giờ. Anh đi lắp về đêm để xem. Tí nữa em còn ngủ Phú Thọ nữa. Đến đêm. Đúng rồi. Còn bên ngoài này nữa. À, vừa lắp Thanh Hoa trước rồi. À thế à? Xong rồi mới về đây. Ừ, vâng. Đây cho mình cho góc này. Anh cho chỗ này. Vâng. Em mời anh chị uống nước. Cái này ba chạm ạ. Biểu có chân cũng được. Không dễ đâu. Người khác bẻ không được đâu. Bẻ ra bẻ, bẻ hàng nghìn cái rồi nó phải khác. Mỗi lần bẻ là nó răng nó queo một tí này. Mòn răng đi một tí. Mòn cả răng. Queo cả răng. Đừng lại cho đi uống bia rồi. Bây giờ thôi, nồng độ cồn. Không dám uống. Muốn uống. Không dám uống. Bọn em này cứ thay phiên nhau chị ạ. Vâng, đi xa đường xa. Người gì hôm nay người này uống, người kia lại không uống. Nó thế nó mất công bằng không? Là hậm hực anh ạ. Thôi nào uống mà không uống thì thôi. Đẹp chưa? Đẹp rồi. Lên nha. Đông đủ người. Đất bạc màu và vai áo em bạc đêm, trắng mưa trên đồng, mưa dâng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người.
Chị hát cho tặng em một bài chị. Vâng. Chị hát tặng anh bài. Vâng. Chị hát tặng em bài nhé. Hả? Đừng ngại. Không, không hát hay không mà hay hát chị ạ. Đấy, anh thì cũng đang chuẩn bị kiểu cũng muốn. Vâng. Vâng, đấy. Rất là cảm ơn chị. Cả buổi sáng vừa rồi mới nghỉ á. Mỗi lần hát là hát mấy tiếng này tiết kiệm được bao nhiêu tiền đấy, đúng không? Nếu mà mua mua ra là nhà. Đúng rồi. Chị Anh chia sẻ cho một vài cái. Nói chung là nghe cũng hay ạ. Ông chủ rất là nhiệt tình. Âm thanh thì rất nhiều loại này. Rất nhiều lưu bán hàng này. Thấy anh như bán hàng như. Tuấn Tiến. Anh Tuấn Tiến đẹp trai và là nghe cũng hay ạ. Nhưng mà ít nhất là thực tế đến trải nghiệm thì anh chị đã thấy hài lòng này chưa? Nói chung là mình thấy là mình thấy ông rồi. Cảm ơn anh chị rất nhiều, chúc anh chị sức khỏe. Bàn tay anh được cả hai vợ chồng luôn. Cảm ơn anh, chúc các anh làm ăn phát triển hơn nữa. Cảm ơn anh rất nhiều nhé. Vâng, chúc anh chị lúc nào đấy kinh hát kinh cười. Đã được ạ, cái này đơn giản đấy. Vâng, em sẽ chuyển thành màu vàng cho anh chị. Vâng, nhất trí.